Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, khi Đức Thế Tôn xuất hiện, hân hoan hát mừng múa ca cúng dường trước sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức và quý quan khách. Hôm nay tại lễ đài chùa Phả Quang, các em thanh thiếu niên Phật tử chùa Phả Quang xin dâng lên những đóa hoa tươi thắm tượng trưng cho mọi vẻ đẹp của đất trời vũ trụ, ngưỡng mong quý ngài và quý vị chứng tri. Đoàn dâng hoa xin phép được bắt đầu. Chùa Phả Quang xin được gửi lời cảm ơn đến các em, chúc các em luôn an lạc, luôn là những mầm non hộ trì Phật pháp ngày một phát triển. Xin trân trọng cảm ơn các em. Sự phát triển trong tương lai của ngôi Tam Bảo mới, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đào Văn Cần, trưởng thôn Thọ Vực sẽ lên tuyên đọc diễn văn khai mạc đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo ngày hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức hòa thượng, thưa ngoại quy ni, trưởng ni, sư chư đại đức tăng ni, kính thưa các vị đại biểu đại diện các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng toàn thể nhân dân Phật tử xa gần, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, cũng là niềm vui chung của cán bộ và nhân dân thôn Thọ Vực đã được hoàn thành công trình ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Phả Quang. Đó là một dấu ấn của thời gian, lưu truyền của một Phật pháp muôn đời sau, hội tụ đủ viên ngành được chư tôn đức tăng ni quý đại biểu đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Bội Bình, các ông bà lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, các quý nhân dân Phật tử thập phương về dự lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Phả Quang thôn Thọ Vực. Ngày đầu tiên, tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn nhà xin kính chúc chư tôn kiền đức tăng ni pháp thể kinh an, thân tâm thượng hạng, thành tựu mọi sự nguyện trên con đường hoành
hoằng pháp độ trình. Kính chúc các quý đại biểu, quan khách, quý Phật tử, nhân dân và bà con xa quê, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân mạnh khỏe, an lành, gia đình hạnh phúc. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đại biểu và nhân dân Phật tử gần xa, ngôi chùa Phả Quang có từ xa xưa, từ khi nàng có người, và trên con đê Trần Triều khoảng gần 600 năm tới nay, địa hình nằm trên mình ông rùa, một trong tứ linh an toàn hướng Nam, nhìn về dãy núi đá vôi chùa Hương, tụ thể dòng sông đáy và nước lúa cánh đồng trong. Trải qua bao năm tháng rêu phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là nơi chuyển giao tư từ bí mật. Thời kỳ chống Mỹ là nước học cấp 1, nhân dân tu tạo trùng tu nhiều lần. Năm 1992 xây tam quan, làm khung gỗ nợp mái ngói sát vào khung chùa. Năm 2010 sửa lại, làm khung bê tông nợp ngói. Năm 2013 xây mới 5 gian nhà tổ hiện tại. Năm 2022 được sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thôn Thập Vực, chùa Phả Quang được đồng hồ kiến tạo xây mới ngôi chùa an toàn hướng đông. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đại biểu và nhân dân Phật tử gần xa, mái chùa là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, thương ái vô ngã vị tha, mà ở đó mọi người có thể một lòng một dạ góp sức cho việc chung và vì nghĩa lớn. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đại biểu và nhân dân Phật tử gần xa, sau gần 2 năm thi công xây dựng ngôi tam bảo chùa Phả Quang đến nay đã thành tựu viên mãn. Ngày hôm nay đại lễ khánh thành được long trọng tổ chức, thể hiện tấm lòng tri ân, sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự quan tâm của Chư Tôn Đức, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương và sự hộ trì của bà con nhân dân, mạnh thường quân, con em xa quê cùng toàn thể quý Phật tử gần xa đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành ngôi đại hùng bảo điện trong thời gian sớm nhất. Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, trước sự hiện diện chứng minh của Chư Tôn Đức và sự tham gia đông đảo của quý đại biểu quan khách và cùng toàn thể nhân dân Phật tử thập phương, tôi thay mặt cho ban tổ chức xin được tuyên bố chính thức khai mạc buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Phả Quang, thôn Thập Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông, kính chúc ông và gia đình luôn được an khang hạnh phúc. Nam mô đạo tràng giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, để có được ngôi tam bảo như ngày hôm nay, đó là một sự cố gắng nỗ lực rất lớn của ni sư trụ trì và cán bộ nhân dân Phật tử chùa Phả Quang, thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Trong một khoảng thời gian gần 2 năm, từ thời điểm khởi công cho đến ngày hoàn thiện, với biết bao chặng đường vất vả. Và giờ đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Kiều Văn Trúc, trưởng thôn, trưởng ban chấp hành hội người cao tuổi, phó ban kiến thiết xây dựng ngôi tam bảo lên báo cáo tiến trình thi công và các khoản thu chi. Xin trân trọng kính mời ông. Quá trình trùng tu ngôi tam bảo chùa Phả Quang, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ly, kính thưa các cấp lãnh đạo, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các vị khách quý và toàn thể nhân dân Phật tử gần xa.
Giờ đây, trong bầu không khí trang nghiêm, trang hòa liềm hoan hỉ, dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni, các vị khách quý đại diện chính quyền các cấp cùng toàn thể bà con nhân dân trong thôn và Phật tử thập phương xa gần về tham dự lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Phả Quang, thôn Cỏ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Cho phép tôi xin thay mặt cho ban kiến thiết xây dựng chùa Phả Quang xin được báo cáo quá trình trùng tu xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Phả Quang. Trước khi báo cáo, tôi xin kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu Phật sự viên thành, kính chúc quý vị đại biểu khách quý và toàn thể Phật tử nhân dân thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc như ý. Chúc buổi lễ khánh thành ngôi Tam Bảo thành công rực rỡ. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa các đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân Phật tử thập phương, để đảm bảo cho việc sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân Phật tử với lòng quyết tâm cao của ly sư trụ trì cùng với ban lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân Phật tử đã thống nhất khởi công xây dựng ngôi Tam Bảo của chùa để đảm bảo tín ngưỡng của nhân dân cũng như đảm bảo an ninh của chùa. Được sự cho phép của các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, với tinh thần thực hiện chính sách xã hội hóa của nhà nước trong công tác trùng tu, tôn tạo bảo tồn các cơ sở văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng. Qua một thời gian ngắn, nhân dân Phật tử các con em xa quê trong thôn cùng quý mạnh thường quân, quý khách thập phương đã góp sức góp của xây dựng nên ngôi Tam Bảo tổ hợp. Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, tôi xin hoan nghênh và ghi nhận tâm đức, tâm sức của ly sư trụ trì cũng như sự công đức của nhân dân cùng quý khách thập phương phát tâm công đức xây ngôi Tam Bảo đến nay đã thành tựu viên mãn. Thay mặt ban kiến thiết, tôi xin báo cáo tóm tắt như sau. Tổng kinh phí xây dựng ngôi Tam Bảo là 5 tỷ 200 triệu đồng, 5 tỷ 200 triệu đồng viết bằng chữ. Trong đó, bà con nhân dân Phật tử thập phương xa gần, con em xa quê, quý mạnh thường quân phát tâm công đức được 2 tỷ 350 triệu đồng, 2 tỷ 350 triệu đồng. Số tiền còn lại của công trình là 1 tỷ 200 triệu đồng, 1 tỷ 200 triệu đồng. Tôi đề nghị cán bộ nhân dân thôn Cỏ Vực tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, đóng góp tiền của chung tay xây dựng nông thôn mới, làm cho làng Cỏ Vực chúng ta khang trang sạch đẹp hơn, cùng nhau thực hiện tốt cuộc vận động thổ xây dựng văn hóa, cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm xã hội, công tác vệ sinh môi trường, công tác nông nghiệp gắn liền với công tác chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Trước khi dứt lời, một lần nữa cho phép tôi xin kính chúc sức khỏe chư tôn đức, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân Phật tử thập phương xa gần sức khỏe hạnh phúc, và nhiều bà con nhân dân trong thôn mạnh thường quân Phật tử thập phương gần xa khác rất đáng trân trọng và tán dương công đức phát tâm cúng dường xây dựng tổng các quan chùa Thánh Long là rất to lớn. Kính xin chư tôn đức và liệt vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương sự tán tâm phát tâm cúng dường của toàn thể bà con nhân dân trong thôn, các mạnh thường quân và bá thánh thập phương gần xa. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kiên chiên công đức của ông, kính chúc ông luôn mạnh khỏe, vạn sự cát tường.
và đến tham dự và chia sẻ niềm vui cùng đại lễ khánh thành sáng ngày hôm nay. Chúng con rất hân hạnh vui mừng đón nhận rất nhiều phần quà và lãng hoa chúc mừng ngôi Tam Bảo mới. Trước tiên, ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu lãng hoa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa. Chúng con xin cung thỉnh Đại đức Thích Đạo Tĩnh, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa lên tặng hoa chúc mừng. Ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh Ni sư trụ trì sẽ lên tặng hoa chúc mừng, nhận hoa chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của phân ban đặc cách Ni giới huyện Ứng Hòa. Xin mời lãng hoa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa. Tiếp theo là lãng hoa của phân ban Ni giới huyện Ứng Hòa. Ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh Ni sư Thích Đàm Tịnh, phân ban Ni giới huyện Ứng Hòa sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của cựu tăng ni sinh Hà Nội khóa 8 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa của cựu tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh Đại đức Thích Minh Thanh sẽ lên sân khấu để tặng hoa chúc mừng. Chúng ta hãy nâng cao một tràng pháo tay để chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của Thiền viện Phổ Chiếu Bà Rịa Vũng Tàu. Ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh huynh đệ Thiền viện Phổ Chiếu sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Một tràng vỗ tay để chúc mừng. Lãng hoa tiếp theo là phần quà của tập thể lớp 2 trường Trung cấp Phật học Hà Nội. Ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh quý Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đội Bình. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đội Bình. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các ông bà trong Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận xã Đội Bình sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Chúc mừng ạ. Tiếp theo là lãng hoa của cán bộ và nhân dân địa phương thôn Tạo Vực. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa của cán bộ và nhân dân thôn Thọ Vực chúc mừng. Ban tổ chức chúng con xin được cung tỉnh Ni sư trụ trì sẽ đến lại sân khấu để nhận những lãng hoa chúc mừng. Xin tập thể lớp HV4 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ban tổ chức chúng con xin được cung tỉnh và giới thiệu Đại đức Thích Minh Tâm sẽ lên tặng lãng hoa chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của gia đình thầy trụ trì. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng phần quà và lãng hoa của gia đình thầy trụ trì. Ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh
chỉ vị đại đức và toàn thể gia đình Phật tử, gia đình của thầy chủ trì sẽ lên tặng lãng hoa và phần quà để chúc mừng thầy chủ trì nhân ngày khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Xin đại tràng chúng ta hãy dâng cao những tràng vỗ tay nữa để chúc mừng ạ. Tiếp theo là lãng hoa của công ty xây dựng đình chùa Minh Phước chuẩn bị. Ban tổ chức chúng con xin thành thật cáo lỗi chư tôn đức tăng ni và quý vị Phật tử trong lúc chuẩn bị sơ sót, mong quý ngài niệm tình hoan hỷ và toàn thể quý vị Phật tử chúng ta cũng niệm tình hoan hỷ. Tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị gia đình Phật tử đã có tên, xin mời quý vị hãy khẩn trương trở về sân khấu để nhận những bằng tuyên dương và phần quà mà thầy chủ trì đã trao tặng. Kính thưa toàn thể đạo tràng, đây là những gia đình đã có những phần tâm đức, công đức đã công đức vào để xây dựng ngôi tam bảo mới. Và chúng tôi, ngôi tam bảo mới, và thay mặt thầy chủ trì, cán bộ nhân dân và Phật tử địa phương, ban tổ chức chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những phần tịnh tài, tịnh vật dâng lên để công đức vào xây dựng ngôi tam bảo. Nhưng do thời gian không cho phép, ban tổ chức chúng tôi xin được mời quý vị đại diện lên để nhận những phần quà. Xin đạo tràng chúng ta hãy dâng cao những tràng vỗ tay nữa để chúc mừng ạ. Xin mời tất cả các gia đình Phật tử chúng ta trở về lùi lại phía sau sân khấu ạ. Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hương thỉnh bởi đặc biệt phát tâm. Thế theo lời dạy ấy, hàng Phật tử chúng con người ít kẻ nhiều chung sức đóng góp cho ngôi tam bảo chùa Phả Quang sớm được thành tựu, và hôm nay ước nguyện đã thành tựu. Trong niềm hân hoan của ngày lễ khánh thành, xin phép quý ngài cho hàng Phật tử chúng con được dâng lên những dòng cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời Phật tử Nguyễn Đức Tiến, đại diện cho nhân dân Phật tử thôn Thọ Vực, sẽ lên dâng lời cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời Phật tử Nguyễn Đức Tiến chúng ta hãy trở về sân khấu để dâng lên những lời cảm tưởng đại diện cho Phật tử thôn Thọ Vực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là một ngày trọng đại đối với hàng Phật tử tại gia chúng con. Trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, thay mặt Phật tử chùa Phả Quang, thôn Thọ Vực, xã Đức Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội và toàn thể Phật tử tại địa phương, chúng con xin được nói lên niềm hạnh phúc vô biên khi được cung thỉnh chư tôn thiền đức và quý quan khách cùng Phật tử xa gần đã về tham dự lễ khánh thành long trọng này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, là một người Phật tử tại gia, chúng con gắn bó với chùa trải qua nhiều năm tháng. Được thấm nhuần giáo lý của đạo Phật, nhờ sự giáo hóa của chư tôn đức để học hỏi, tu tập, tụng kinh, bái sám, nhờ vậy chúng con tô đẹp cho cuộc đời, thăng hoa trong cuộc sống.
tâm linh trên lộ trình tìm về chính pháp. Cho nên ngôi chùa luôn là biểu tượng thiêng liêng kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Mái chùa là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, thương thân, tương ái, cũng là nơi nuôi dưỡng mầm mống đạo đức của con người. Từ xa xưa đến nay, đạo Phật luôn gắn bó keo sơn cùng vận mệnh của dân tộc, chịu chung bao lỗi thăng trầm với quê hương đất nước. Với sứ mệnh thiêng liêng đó, ngôi chùa đã hình thành và tồn tại để giáo hóa tín đồ tâm thành thiện, trưởng dưỡng tâm đạo. Sau gần 2 năm thi công xây dựng, ngôi Tam Bảo đã thành tự viên mãn. Lễ khánh thành được long trọng tổ chức, thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân. Sự gia hộ của chư tôn, sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và sự hộ trì của Tam Bảo cùng toàn thể Phật tử xa gần đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành ngôi Tam Bảo trong thời gian sớm nhất. Bao năm qua, cùng với ly sư trụ trì, chúng con ước mơ xây dựng ngôi Tam Bảo. Giờ đây, niềm ước mơ đã trở thành hiện thực, lễ khánh thành được cử hành. Đây là một sự kiện quan trọng không chỉ cho hàng Phật tử chúng con mà còn cả nhân dân trong địa phương sở tại có nơi chiêm ngưỡng lễ bái tu tâm hành thiện. Trước khi dừng lời, kính chúc chư tôn pháp tử khinh an tuệ tăng viễn chiến, Phật sự viễn thành. Kính chúc quý quan khách cùng Phật tử gần xa thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường như ý. Chúng con nguyện gắn bó với đạo pháp, với mái chùa để không phụ lòng tin tưởng của chư tôn đức và quý liệt vị. Nam mô công đức Lam Bồ Đề Tát Ma Ha Tát Tạng Đại Chứng Minh. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của Phật tử. Xin kính chúc Phật tử nói riêng cũng như toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn an lạc tinh tấn, hộ trì cho Phật pháp ngày càng phát triển. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, hơn 2.000 năm lịch sử kể từ ngày du nhập vào đất nước Việt Nam, đạo Phật luôn gắn bó keo sơn cùng vận mệnh của đất nước dân tộc. Và trải qua những thăng trầm của lịch sử, mỗi ngôi chùa là một chứng tích di lịch sử văn hóa in dấu mọi sinh hoạt của người dân Việt Nam qua các thời đại. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến các lĩnh vực tâm linh và đã ban pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo về chống mê tín nhằm hướng đến đời sống chân thiện mỹ, tốt đời đẹp đạo. Tiếp theo, ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Thiền Linh, trụ trì chùa Phả Quang lên phát biểu tâm tư nguyện vọng và lời cảm tạ. Ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh Ni sư. Thật vậy, mái chùa là nơi hội tụ
tinh thần đoàn kết tự ái vô ngã vị tha, cùng là nâng cao sự phẩm mẫu đạo đức nhân ái của người dân Việt Nam. Ngôi chùa Phả Quang là nơi được truyền tín ngưỡng in dấu sinh hoạt của người Việt Nam lúc thời đại. Nương bóng dưới mái chùa là các thế hệ Việt nhân đã làm nên nghiệp lớn, lặng lẽ nhưng tràn đầy sức sống, thanh thoát nhưng ý chí kiên định. Cũng như hàng vạn ngôi chùa trên đất Việt, chùa Phả Quang ở đây với nét riêng phong cổ kính tọa lạc trên mảnh đất địa hình nhân Việt, nhưng trải qua sự biến thiên của thời gian, sự tàn phá của chiến tranh nên nhiều hạng mục công trình chùa Việt cùng những năm trước đây, nhà chùa và chính quyền địa phương cùng nhân dân đã chung tay góp sức để xây dựng lại một số đặc biệt là thời gian gần đây nhất, nhà chùa cùng cán bộ nhân dân phật tử địa phương đã khởi công xây dựng thành công ngôi tam bảo là ngôi thờ thần tượng và phục vụ tín ngưỡng cộng đồng nhân dân. Nhờ hồng ân tam bảo giao bổ, sự hoan hỷ quan tâm giúp đỡ của chế độ thiền đức chính quyền bắc hồng ngày hôm nay ngày 3 tháng 10 năm, nhà chùa và chính quyền nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi đại chủ bảo vệ ở núi xã Hồ Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị dưới ánh từ quang đường của chư Phật, trước sự chứng minh của chư tôn thiền đức, sự hiện diện của quý đại biểu cùng đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử, chúng con thành kính tri ân sự gia trì của chư tôn thiền đức. Nhà chùa xin chân thành tri ân đến tất cả các Phật tử Phật nhân dân Phật tử bản xứ, người góp công người góp của phát tâm công đức để nhà chùa cùng nhân dân sớm hoàn thành sứ nhiệm. Trước khi dứt lời, thành kính cầu nguyện cho chư tôn thiền đức, chức thượng tọa, chức hòa thượng, hòa thượng đại đức tăng ni pháp thể Kim Nam, chúng sinh dĩ độ, Phật sự viên thành, chúng tôi chân thành tri ân các cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc, ban tôn giáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi sống và làm việc đúng với tinh thần luật pháp, lòng tròn nhiệm vụ là sự giả của nhân lai, tác như lai sự, hành như lai sự. Kính chúc quý vị và gia đình an lạc hạnh phúc như ý cát tường, thành công trong sự nghiệp, trân trọng gửi đến quý Phật tử gần xa lời cầu chúc vô lượng an lạc, vô lượng gia đình an khang hạnh phúc trong ánh hào quang của Phật tổ Như Lai. Nam mô Bổn Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát Đắc Đại Chứng Minh. Qua lời cảm tưởng của vị sư trụ trì, chúng con vô cùng xúc động. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính sức chúc vị sư thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành và cùng người dân làng xây dựng ngôi chùa ngày càng tố hảo trang nghiêm hơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, trong thiền ngữ có câu: mỗi người mỗi nước mỗi non, đến cửa nhà Phật như con một nhà, cùng nhau thực hiện lục hòa, êm đềm vui vẻ, chan hòa tình thương. Cảm động trước buổi lễ khánh thành long trọng này, ca sĩ Phật tử Thu Thủy xin gửi tới đạo tràng bài hát mang tựa đề "Chúng con nhớ mãi ơn thầy" để kính dâng lên chư tôn đức, quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng ngày hôm nay. Xin kính mời Phật tử. Mùa xuân nơi đây đã rồi,
khánh thành ngôi Tam Bảo hôm nay. Kính chúc Phật tử luôn an lạc hạnh phúc. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị và toàn thể đạo tràng. Có câu: đạo vàng đẹp quá sáng hơn pha lê, tô điểm mãi cho linh hồn dân tộc. Uống nước nhớ nguồn, con dân nhớ gốc, đạo dân tộc trường tồn phải nhớ bóng Như Lai. Trải qua ba cuộc thịnh suy của dân tộc, đạo Phật luôn thể hiện tinh thần từ bi vô ngã và tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn. Giờ đây, với sự hiện diện đông đủ của các cấp lãnh đạo chính quyền, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đặng Đình Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đội Bình, đại diện cho các cấp lãnh đạo chính quyền nên có đôi lời phát biểu nhân ngày khánh thành ngôi Tam Bảo chùa Phạm Quang. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các vị đại biểu khách quý, quý vị tăng ni Phật tử thập phương, toàn thể và toàn thể nhân dân, trong không khí cả nước đang hân hoan kỷ niệm 75 ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận xã Đội Bình, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu khách quý, quý tăng ni Phật tử thập phương cùng toàn thể nhân dân thôn Thọ Vực lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc buổi lễ của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu, quý tăng ni Phật tử thập phương, thưa toàn thể nhân dân, trên địa bàn xã Đội Bình hiện nay có 18 công trình văn hóa đang được nhà nước quản lý, trong đó có chùa Phạm Quang thôn Thọ Vực là một trong những công trình tiêu biểu trong xã, với hàng nghìn năm Phật pháp đi cùng dân tộc ở mỗi miền quê Việt Nam, ngôi chùa đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa nhà nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân. Di tích chùa Phạm Quang tự thôn Thọ Vực xã Đội Bình đã có từ xa xưa và đã được đưa vào danh mục kiểm kê năm 2016 của thành phố Hà Nội. Khoảng vài trăm năm về trước, nhân dân địa phương đã đóng góp công đức xây dựng ngôi, khôi phục ngôi chùa, sau do quá trình sử dụng ngôi chùa đã bị xuống cấp, chùa đã được nhân dân tu sửa nhiều lần. Tuy nhiên đến năm 2022, hạng mục Tam Bảo của chùa bị đứt gãy xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng với nhu cầu thờ tự của nhân dân địa phương. Xét nguyện vọng chính đáng của cán bộ và nhân dân thôn Thọ Vực, Ủy ban Nhân dân xã Đội Bình đã trình các cấp và đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện có văn bản chấp thuận hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân thôn Thọ Vực tu bổ tôn tạo hạng mục Tam Bảo. Di tích chùa Phả Quang thôn Thọ Vực xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, tính từ thời điểm thi công từ tháng 11 năm 2022 đến nay đã hoàn thiện và đi vào khánh thành. Trong quá trình trùng tu lại ngôi Tam Bảo, địa phương, thôn cùng với nhà chùa và đơn vị thi công đã đảm bảo an toàn trong lao động và thi công theo đúng tiến độ. Trong quá trình tu sửa ngôi Tam Bảo, thôn đã thành lập các ban như ban giám sát cộng đồng, ban vận động công đức, thực hiện chế độ công khai tài chính. Trong quá trình tiếp nhận công đức, giữ gìn tối đa các cấu kiện kết cấu thuộc di tích có giá trị nghệ thuật kiến trúc, với nguồn vốn xã hội hóa do nhà chùa và địa phương cam kết là hơn 3 tỷ đồng đã đảm bảo và vượt xa so với dự toán ban đầu. Điều đó cũng có nghĩa trách nhiệm bảo vệ các di tích đã được nâng cao, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, gìn giữ và bảo vệ những giá trị tinh hoa ngàn đời xưa để lại. Việc tu bổ tôn tạo ngôi Tam Bảo đó là một biểu hiện minh chứng cụ thể về đường lối của Đảng và nhà nước ta là tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, tất cả vì mục tiêu chung dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Các quý vị đại biểu khách quý, quý tăng ni Phật tử và toàn thể nhân dân, trước khi dừng lại một lần nữa, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu khách quý, tăng ni Phật tử
và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu tốt đẹp vừa rồi của ông. Chúc ông và gia đình luôn an khang thịnh vượng, như ý cát tường. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, chúng con nghĩ rằng chắp tay lòng tự hứa với lòng yên tĩnh, tâm hồn lắng sạch trong, hướng về mười phương chư Phật tổ, đạo tình sưởi ấm những hoài mong. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni. Giờ phút này toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để đón những lời phát nhũ phi diệu của quý ngài. Ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Minh Tuấn, ủy viên hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban trị sự, trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, ban đạo tự cho toàn thể đạo tràng chúng con được lắng lòng nghe thanh tịnh. Cô đương hội đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Hội Bình. Kính thưa quý vị lãnh đạo đại diện thôn Thọ Phục. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể nhân dân thôn Thọ Phục. Thưa các quý vị Phật tử xa gần, kính thưa toàn thể đạo tràng, chúng tôi vinh dự được về dự lễ lập thành chùa Phả Quang, thôn Hội Bình, xã Thọ Phục. Lời đầu tiên xin kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể vinh an, chúng sinh vị độ, hoằng dương chính pháp, đồng lạc quần sinh. Kính thưa, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, mọi sự phát tưởng như ý. Hôm nay trong không khí trang nghiêm và ấm áp, chúng ta tề tựu nơi đây để cùng tham dự lễ khánh thành ngôi đài Hùng Bảo Điện chùa Phả Quang, thôn Thọ Phục, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử và quý vị khách quý chính là minh chứng cho lòng thành kính và niềm tin sâu sắc của Phật pháp. Mái chùa hôm nay không chỉ là công trình tâm linh mà còn là ngọn đuốc soi đường giúp chúng ta tìm về nguồn cội, về lòng từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã dạy. Đây không chỉ là một sự kiện trọng đại riêng của chúng ta mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tâm linh của dân tộc. Ngôi chùa với kiến trúc uy nghi và trang trọng không chỉ là một công trình xây dựng mà còn là nơi thờ tự, nơi lưu giữ tâm linh và văn hóa của chúng ta. Mái chùa không chỉ che chở cho các thế hệ hiện tại mà còn là nơi nương tựa cho các thế hệ tương lai. Nó là biểu tượng cho sự hòa quyện giữa tâm linh và đời sống, giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với thiên nhiên. Chùa Phả Quang do Thầy Thiền Linh chủ trì đã cùng với toàn thể Phật tử xa gần chung tay xây dựng vun đắp. Đây là kết quả cao tâm nguyện công đức, là biểu hiện của tấm lòng son sắt, tinh thần đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người, đúng như lời thơ ca ngợi công đức dựng chùa. Công đức dựng chùa phúc sâu, đời đời nương tựa mái cầu nhân duyên. Thấy ngôi chùa này, chúng ta cảm thấm thía câu thơ của nhà thơ Chế Nam Biên: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông.
Mái chùa không chỉ là nơi giúp tâm an, đạo sáng, mà còn là biểu tượng văn hóa, một di sản tinh thần của bao thế hệ. Ngôi chùa không chỉ là công trình của vật chất, mà còn là kết tinh của bao tâm nguyện, công đức, tình yêu thương và niềm tin tưởng của mọi người. Mỗi viên gạch, viên ngói đều là nhân duyên công đức của quý vị Phật tử, là mồ hôi và nước mắt của thầy trụ trì và biết bao tấm lòng nhiệt huyết, hằng tâm, hằng sáng quê hương và hướng về đạo pháp, tâm đức và niềm tin của mỗi quý Phật tử đã tạo nên ngôi chùa này để ngày hôm nay chúng ta có thể cùng nhau tụ hội cầu nguyện cho chúng sinh an lạc. Đúng như câu thơ ca dao đã nói, công đức dựng chùa phúc sâu đời đời nương tựa mái cầu nhân duyên. Lại nữa, chùa là nơi gieo mầm cho hạt giống Bồ Đề Tam Bảo học tập theo lời Phật dạy, tu theo chính pháp mà Đức Phật đã truyền đạt để giác ngộ và giải thoát thật sự. Chúng ta hãy phát nguyện mạnh mẽ để tu học hướng về chân lý, trở thành những người sống đúng với tinh thần từ bi và trí tuệ của nhà Phật. Xây dựng cảnh giới Phật ngay giữa cuộc đời này, đến chùa là một bước tìm về cội nguồn từ bi và trí tuệ, là hành trình Phật pháp để đạt được giải thoát và an lạc thật sự như Phật. Đây là công việc không hề dễ dàng, nhưng đường dài vạn dặm thì cũng bắt đầu từ một bước chân. Vì chính Đức Phật đã thủ ký, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì thế, mỗi chúng sinh đều có thể đạt đến giác ngộ thật sự, giải thoát thật sự nếu tinh tiến tu hành đúng theo con đường chính pháp, phù hợp với chân lý tứ đế, mà con đường giải thoát tối thượng ấy không nằm ngoài bát chính đạo, văn tư tu hay giới định tuệ. Và một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng việc xây dựng chùa không ở công trình vật chất, mà còn là xây dựng một cộng đồng đoàn kết yêu thương, nơi mọi người cùng nhau học hỏi và trưởng thành. Hãy coi ngôi chùa này như một ngôi nhà chung, trường học lớn, đạo tràng lớn, nơi mà mọi người đều được chào đón không phân biệt đẳng cấp và địa vị. Trong quá trình xây dựng và phát triển chùa, chúng ta không gặp ít khó khăn, nhưng với tấm lòng nhiệt huyết, sự kiên trì và đoàn kết của toàn thể Phật tử, chúng ta đã vượt qua tất cả. Đó chính là minh chứng cho sức mạnh của lòng tin và tình thương mà chúng ta đã dành cho nhau. Tôi cầu nguyện ngôi chùa Phả Quang sẽ luôn là nơi ươm mầm những tâm hồn cao đẹp, nơi phát triển trí thức và đạo đức. Mong rằng mỗi khi bước chân vào chùa, mọi người sẽ cảm nhận được sự thanh tịnh, bình yên và tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời mình. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng đã đóng góp công sức và vật chất cho việc xây dựng ngôi chùa này. Xin cảm ơn các cấp lãnh đạo, quý vị khách quý đã đến tham dự lễ khánh thành hôm nay. Tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta, cho quê hương đất nước, cho ngôi chùa này mãi mãi được bình an thịnh vượng. Kính mong rằng ngôi chùa Phả Quang mãi mãi là nơi chốn đi về của mỗi người, là điểm dựa tựa tâm linh, nơi gieo trồng bồ đề tâm và vun bồi phúc đức cho mọi người. Chúng tôi kính chúc quý vị có được nhiều an vui, bình an trên con đường tu học, để hương tử bi và trí tuệ lan tỏa đến mọi nơi, làm cho ánh sáng Phật pháp ngày càng rạng ngời. Xin kính chúc chư tôn đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc chư quý vị đại biểu khách quý, quý vị Phật tử cùng toàn thể nhân dân thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, cát tường như ý trong ánh hào quang của chư Phật.
xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đạo tràng chúng con vô cùng xúc động trước những lời pháp nhũ của thượng tọa. Chúng con xin ghi nhớ những lời vàng ngọc ấy và nguyện cố gắng tinh tiến tu học, hoàn thành các công tác Phật sự trong tương lai. Chúng con xin kính chúc quý ngài pháp thể Khinh An Tuệ Đăng Viện Chiếu Phật sự viên thành luôn là bóng cây đại thụ cho chúng con trên con đường hoằng dương đạo pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đạo tràng giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, đại diện cho lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp, thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ và Phật tử nhân dân gần xa, buổi lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Phá Quang, thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, đến đây đã thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, trước hết chúng con xin thành kính đê đầu tri ân sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni. Trước đạo tình cao cả ấy của quý ngài, chúng con kính nguyện cầu chúc cho chư tôn đức pháp thể Khinh An tăng phúc tuệ, ánh từ chiếu khắp độ quần sinh, chấn chỉnh thiền môn theo chính pháp, tịnh độ nơi đây Phật đạo thành, luôn cự trụ ta bà để làm bóng cây đại thụ cho hàng hầu học chúng con nương nhờ, làm hành trang trên con đường tiến tu đạo nghiệp. Chúng tôi xin tri ân các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã đến dự lễ và tham gia giúp đỡ tổ chức. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành ghi nhận công đức của toàn thể bà con nhân dân Phật tử gần xa, các đạo tràng Phật tử của các chùa trong và ngoài làng xã đã về tham dự và hỗ trợ cho Phật sự trọng đại này được thành tựu viên mãn. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị và gia đình luôn an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc, pháp hỷ sung mãn. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các ông bà, các tiểu ban tổ chức đã tham dự tổ chức và đảm cho đại lễ ngày hôm nay, các anh chị em nghệ sĩ đã giúp đỡ cho đại lễ, xin tri ân tất cả quý vị. Trong suốt quá trình diễn ra đại lễ, mặc dù ban tổ chức chúng con đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những điều sai sót trong việc cung nghinh chư tôn đức và đón tiếp phục vụ quý vị quan khách, quý vị đại biểu khách quý, cũng như toàn thể quý thiện nam tín nữ và Phật tử nhân dân gần xa ngưỡng mong chư tôn đức và quý vị niệm tình hoan hỷ. Sau đây, ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh quý ngài và toàn thể đạo tràng chúng ta khởi thân đứng dậy làm lễ hồi hướng. Kính thưa toàn thể đạo tràng, tất cả những gì đã xảy ra và xuyên suốt đại lễ sáng ngày hôm nay là để chờ đợi giây phút này. Vâng, đó chính là giờ phút thiêng liêng, giờ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Vào giờ phút này, ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Minh Tuấn. Chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Đạo Tĩnh. Chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Đạo Khuê. Chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Thích Minh Tánh. Chúng con xin được cung thỉnh Ni Sư Thích Đàm Tịnh. Ban tổ chức chúng tôi xin được kính mời ông Kiều Gia Được, kính mời ông Kiều Xuân Du, kính mời ông cụ lão niên Nguyễn Văn Hạ và gia đình Mệnh Thường Quân Lê Văn Mão sẽ tiến về ngôi Đại Hùng Bảo Điện để cắt băng khánh thành. Và kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ đứng tại chỗ hướng lên khu vực lễ đài cũng như là cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Đại Đức Thích Đạo Tĩnh, Ủy viên Ban Trị sự Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa, Thượng tọa Thích Minh Tấn, trụ trì chùa Thiên Sơn, Vạn Đức, Hải Dương, Ni sư Thích Đàm Tịnh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa, phân ban y giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa. Xin trân trọng kính mời ông Kiều Gia Được, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đội Bình, trân trọng kính mời ông
Anh Vương, anh cười. Mời cụ lão niên Nguyễn Văn Hạ, chuẩn bị lên nha, chuẩn bị lên gia đình mạnh thường quân huyện Lê Văn Mão. Và kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ mắt về ngôi đại hùng bảo điện để chứng kiến giây phút đất ban chứng thành ngôi đại hùng bảo điện. Đây đây. Và cũng vô cùng quan trọng cho tôi 6. Lễ các băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện tại chùa Phả Quang thôn Thờ Vực đã diễn ra thành công tốt đẹp. Quý vị và các bạn vừa xem xong đoạn video Minh Cương ghi tại chùa Phả Quang thôn Thờ Vực ngày cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những đoạn video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng hành trình cùng Minh Cương xem những thước phim ngày đại lễ tại chùa Phả Quang thôn Thờ Vực. Đến giờ này, Minh Cương chỉ ghi hình qua một thiết bị, trong đó có âm thanh và hình ảnh rất là hạn chế, nên không thể
hoàn thiện một cách 100% được. Mong tất cả ông bà, cô bác, anh chị em gần xa nếu xem có hạn chế thông cảm cho. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại.